Chuối là loại trái cây phổ biến được yêu thích trong nhiều gia đình trên toàn thế giới. Không chỉ mang lại hương vị thơm ngon và vị ngọt tự nhiên, chuối rất giàu thành phần dinh dưỡng đóng góp đáng kể cho sức khỏe. Sau đây là những lợi ích sức khỏe của chuối và lý do tại sao chúng ta nên bổ sung chuối vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Một, Tốt cho sức khỏe tim mạch Hàm lượng kali, magie và vitamin trong chuối đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chuối có hàm lượng kali cao và natri thấp, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch trước tác động xấu của bệnh tăng huyết áp. 2. Tăng cường sức khỏe tiêu hóa Chuối là một lựa chọn thực phẩm lý tưởng được khuyên dùng để điều trị bệnh tiêu chảy. Chế độ ăn bread gồm chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng được khuyến nghị để kiểm soát dinh dưỡng cho bệnh tiêu chảy chuối thay thế các chất điện giải bị mất như kali trong những cơn tiêu chảy. Theo nghiên cứu được công bố, tinh bột kháng trong chuối hỗ trợ sức khỏe đường ruột và thúc đẩy hoạt động đều đặn. 3. An thần và tăng cường trí nhớ Hàm lượng tryptophan cao trong chuối được chuyển đổi thành serotonin, chất dẫn truyền thần kinh não, giúp nâng cao tâm trạng, giúp vượt qua trầm cảm và tăng cường trí nhớ. Vitamin B6 và magie thúc đẩy giấc ngủ ngon và thư giãn cơ bắp. 4. Làm dịu vết loét và trứng ợ nóng Chuối cân bằng độ pH của dạ dày và tăng cường lớp chất nhầy, giảm đau. Hàm lượng chất sơ giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn qua ruột, ngăn ngừa trào ngược. Ăn chuối thường xuyên giúp chống vết loét dạ dày bằng cách làm dày hàng rào chất nhầy bảo vệ trong dạ dày và ngăn ngừa tổn thương do axit chlorhydric. Chất ức chế protease trong chuối giúp loại bỏ vi khuẩn dạ dày có thể gây loét dạ dày. 5. Tốt cho thận. Kali là một khoáng chất quan trọng cho chức năng thận khỏe mạnh và kiểm soát huyết áp. Vốn giàu kali, chuối sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống để duy trì sức khỏe thận. 6. Trợ giúp phục hồi sau tập thể dục. Chuối được coi là thực phẩm lý tưởng cho các vận động viên vì nó cung cấp nguồn năng lượng và khoáng chất tức thời để bổ sung lượng chất lỏng bị mất trong quá trình tập luyện vất vả chứa nhiều caps, kali và magie dễ tiêu hóa. Cả hai đều đóng vai trò là nguồn cung cấp chất điện giải tự nhiên để giúp phục hồi cơ thể với lượng dinh dưỡng cần thiết. Bên cạnh đó, chuối còn cung cấp lượng chất dinh dưỡng ấn tượng trước, trong và sau khi tập thể dục. 7. Giữ cho cơ thể no lâu sự hiện diện của chất sơ hòa tan trong chuối có thể giúp no lâu bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, chuối có lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao khiến chúng trở thành một món ăn nhẹ lý tưởng và giúp no lâu hơn các loại đồ ăn vặt hoặc thực phẩm chế biến sẵn khác. Chuối có nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn một quả chuối mỗi ngày, nhưng vì hầu hết lượng calo trong chuối đều ở dạng carbon hydrate nên việc tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến lượng đường cao. Điều này có thể dẫn đến tăng cân và tăng huyết áp tốt nhất nên ăn chuối vào buổi sáng và tránh ăn vào buổi tối vì quá trình trao đổi chất của cơ thể đang ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, có thể ăn chuối trước khi ăn bữa tối vì có thể giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ do sự hiện diện của các hormone gây buồn ngủ serotonin và melatonin.